Tối qua, sau buổi làm việc với lãnh đạo câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, quyền chủ tịch Lê Công Vinh đã chính thức nói lời chia tay với đội bóng. Đây là quyết định khiến nhiều cầu thủ và người hâm mộ bất ngờ. Thực tế, thông tin Công Vinh có ý định chia tay Thành phố Hồ Chí Minh đã có trước đó, nhưng quyết định chính thức mới được công bố sau khi Lê Công Vinh ra mắt Học viện bóng đá cộng đồng CV9 vào ngày 2 tháng 5 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Sau AFF Cup 2016, Công Vinh đã bất ngờ giải nghệ ở tuổi 31. Thay vì theo sự nghiệp huấn luyện viên như bao đồng đội khác, Công Vinh bất ngờ về làm cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh trong vai trò phó chủ tịch. Thế nhưng sau đó, Công Vinh được ban lãnh đạo đội bóng giao giữ chức quyền chủ tịch. Ngay ở mùa giải đầu tiên ở Thành phố Hồ Chí Minh lên chơi V-League Cup, Lê Công Vinh đã thực hiện hàng loạt sự cải tổ mạnh mẽ của mình về mặt nhân sự từ ban huấn luyện đến các cầu thủ. Công Vinh cũng gây sự chú ý khi cải tạo phòng thay đồ chất lượng 5 sao và làm mới nhà vệ sinh, tạo ấn tượng khi trực tiếp bán vé cho cổ động viên và trở thành chủ tịch đặc biệt khi sau mỗi trận đấu cùng cầu thủ chạy vòng quanh sân tri ân khán giả, xin lỗi nếu thất bại hay chơi không tốt. Ở mùa giải đầu tiên, Thành phố Hồ Chí Minh đã kết thúc vào vị trí thứ 12 và trụ hạng thành công. Đến mùa giải năm 2018, Công Vinh tiếp tục đưa ra chủ trương cải tổ mạnh mẽ, nâng tầm câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh để vươn tới những tham vọng lớn hơn. Quyền chủ tịch câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã thuyết phục thành công cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam Miura về dẫn dắt đội bóng. Bên cạnh đó, Công Vinh cũng đã thay máu nhân sự khi đưa hàng loạt tuyển thủ và cựu tuyển thủ quốc gia về sân thống nhất. Ban huấn luyện đều thành phần từng làm việc ở đội bóng quốc gia. Tham vọng của mà Công Vinh và người thầy Miura đưa ra là giúp Thành phố Hồ Chí Minh nằm trong top đầu V-League Cup và hướng tới vô địch ở những mùa giải tiếp theo. Sau 6 vòng đấu đầu tiên ở Thành phố Hồ Chí Minh đang xếp hạng thứ 4 và 9 điểm. Đây là vị trí khiến ban huấn luyện viên tạm hài lòng khi mùa giải vừa mới bắt đầu. Tuy nhiên, việc Lê Công Vinh bất ngờ chia tay đội bóng khiến nhiều người sốc. Lý do được đưa ra là Lê Công Vinh đưa ra sau một thời gian làm việc, bản thân nhận thấy mọi thứ đang không đi theo đúng như mục đích, định hướng đã được thỏa thuận ban đầu với lãnh đạo đội bóng. Khi tất cả không còn nhìn về một hướng, anh quyết định chia tay. Hiện tại, Lê Công Vinh là một trong những ứng viên tham gia tranh cử tại Đại hội VFF khóa 8. Nếu trúng cử, anh sẽ tiến cử sâu hơn một bước trong sự nghiệp quản lý bóng đá của mình. Yeah!
Phương Dương vào sân. Thank you.
nhân là thơ chứ thẳng. Đồ ba nhân là thơ hay đồ thế đâu là thơ. Chúng ta đã có quảng cáo cho trận đấu, xin cảm ơn.